Rồi, ok, mình xin chào tất cả các bạn kênh của mình. Hôm nay mình sẽ trả lời với hai đào là anh em chị em ơi. Thì hôm qua thì nói chung thì mình cũng quên thông báo cho anh em luôn. Thì hôm nay mình sẽ thông báo lại cho anh em. Hiện tại bây giờ chỉ có 1.700 thôi. Đêm nay hy vọng rằng sẽ được 2.000. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu mua cái lò này. Nãy mình quên mình mua cái lò cù mà mình để mình quá chừng cây chết rồi, quá đổi rồi các bạn ơi. Nói chung thì hiện tại bây giờ nhà của mình cưa kiết đồ đang cần thiết quá, mà tại vì các bạn cũng đang cần thiết, cho nên là mình sẽ nhường cho các bạn trước đấy. Nói chung thì mình sẽ nhường để cho các bạn có để cưa cây trước trang trại chính của mình. Còn cái này thì trang trại phụ của mình, thì từ từ mình sẽ làm sao. Mình đã nói với các bạn rất nhiều rồi, khi các bạn thấy mình trồng những cái cây mà mình cưa thì các bạn cứ trồng bông sao tím đi các bạn. Mình trồng bông sao tím để cho nó lệch cái vụ mà mình ấy, mình còn giúp đỡ các bạn được. Chứ còn các bạn mà cứ trồng theo mình những cái loại cây mà các bạn cần cưa thì mình không có thể nào mình giúp đỡ các bạn được nha. Cho nên trong thời gian này thì các bạn cố gắng trồng những cái loại bằng rìu, để chúng ta sẽ có rìu. Nói chung thì rìu thì mình có rất là nhiều, nhưng mà mình các bạn chỉ cần cưa không thì mình không có giúp đỡ các bạn được gì đâu. Cho nên là các bạn cố gắng, thí dụ như bây giờ lụm cái cây dương pháo. Hiện tại bây giờ rìu của mình có rất nhiều các bạn, nít nào mình cũng có nhiều, nít nào mình cũng có nhiều lắm. Cho nên là mình không thể nào mình giúp đỡ các bạn từ rìu các bạn, tại vì các bạn cần cưa không mình đâu có giúp đỡ các bạn được đâu. Cho nên là khi cần thiết thì bạn nào có thể nói thì mình sẽ giúp các bạn một số rìu nha. Thì các bạn không biết giúp đỡ kiểu gì, thì thôi, tốt nhất là mai mình sẽ xả kho vào lúc 5 giờ kém 15, 5 giờ kém 20 đi các bạn. Ngày mai nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ xả kho vào lúc 5 giờ kém 20 cho các bạn. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình sẽ vô mình bán một số đồ mình kiếm tiền được. Cacao thì nói chung thì rất là nhiều, nó chiếm chiếm số lượng là hết 70% ở trong cái khu doanh thu ở trong đây rồi các bạn. Còn nếu như mà mình cào lúa thì mình ngày mình chỉ bán có 1 đồng thôi, mình kiếm không biết bao giờ mới có tiền. Mình tại vì mình kiếm cào lúa chủ yếu là mình kiếm đồ thôi các bạn, cho nên là mình bán lúa rất là rẻ. Còn nếu như bạn bè nào, anh chị em nào muốn mua lúa rẻ không cần phải tốn thời gian trồng lúa thì cứ qua bên đây, chúng ta mua lúa qua mấy nick của mình là các bạn mua lúa là được rồi, chỉ có 1 đồng 2 đồng thôi các bạn. Rất là rẻ, rất là rẻ luôn. Thì thời gian đó thì mình có thể mình trồng lại như những cái loại cây mà mười mấy 20 phút gì đó, mình sẽ bán nó có giá hơn nha. Lúa thì nói chung thì không cần thiết, nhất là vào những buổi tối, buổi chiều buổi tối đó các bạn. Thì nick của mình thường xuyên cào lúa bán lúa, cho nên là các bạn cứ vào các bạn mua là đủ rồi, không cần phải trồng lúa chi mất thời gian của các bạn hết mấy phút. Thì trong mấy phút đó các bạn có thể trồng đậu ra mình bán, tại vì trên báo mình rất ít khi mình kiếm được đậu các bạn. Trên báo thì mọi người ít có bao giờ, mình lật báo thỉnh thoảng mới gặp người ta bán đậu thôi. Cho nên là đậu là một cái loại mình cũng chỉ có 20 phút, chiếm 20 phút đồng hồ thôi mà mình bán thì nó có giá hơn rất là nhiều so với lúa. Thì mình có thể thiếu lúa thì các bạn có thể qua những cái nick của mình, các bạn mua là ok rồi. Chỉ 1 đồng thôi, quá rẻ luôn, không có gì bằng rẻ bằng hết trơn á. Các bạn có thể qua bên, thứ nhất là các bạn có thể rảnh rỗi, hoặc là cái mình khi mà cái shop của mình còn trống thời gian, thì trống không có bán đồ thì các bạn có thể qua bên đây, các bạn mua lúa về 1 đồng, về các bạn bán ra 10 đồng thôi các bạn. Các bạn đừng bán cao quá, bán cao quá thì họ không mua, cho nên ế thì cái kho của các bạn sẽ tồn đọng, cho nên là mình không ấy được. Các bạn chỉ bán 10 đồng thôi, các bạn kiếm lời được 9 đồng là ok rồi. Mua một mà kiếm kêu lời 9 là cha người ta rồi, ôi trời ơi còn gì bằng nữa. Thì chúng ta sẽ cố gắng như thế, mình sẽ tranh thủ thời gian, mình kiếm được đồng nào mình kiếm. Chứ còn các bạn, ví dụ như các bạn đang online thì các bạn có thể chạy qua nhà mình, các bạn mua lúa về các bạn bán ra 10 đồng thôi. Thì mình cũng kiếm trong thời gian mình nghỉ, mình đang chơi thì mình nghỉ một chút thì mình có thể mình kiếm được cũng một vài ngàn là chuyện bình thường nha các bạn. Cái đó là quá rẻ luôn, quá bèo luôn đúng không? Thì ngày mai mình sẽ xả kho vào lúc 5 giờ kém 20 chiều, 5 giờ kém 20 nha, để mình quên nữa. Nay già rồi hay quên lắm các bạn ơi. 5 giờ kém 20 và xả nít này các bạn, xả kho nít này. Thì ngày mai có thể là mình xả cũng khá khá đó, chứ không có xả hết kho.
tại vì mình xả hết kho thì mình hôm sau không còn nữa thì mình lại nghỉ nữa, tại vì hôm sau là ngày chủ nhật rồi thì hôm sau mình sẽ tiếp tục mình xả nữa, mình không biết xả nít nào thì để mình coi coi như thế nào. Các bạn chị thấy không, nhìn thấy không, mình chỉ bán trong vòng vài phút thôi các bạn, mình có thể mình bán là được gần 700 cái trái cacao. Ui giời, không có cái cưa nở chân má ơi. Nói chung thì rìu rất là nhiều nhưng mình không có cưa. Hiện tại bây giờ thì có 48 bạn đang chờ đợi kết bạn này các bạn, thì ngày mai mình sẽ kết bạn và 48 bạn này. Cho nên là các bạn không cần thiết. Thì có nhiều bạn nói là tại sao không kết bạn. Thì mình kết bạn với các bạn rồi thì ngày mai mình sẽ kho buộc mình phải xóa gì nè, thấy không? Hôm nay mình xóa thì mai mình không xóa nữa, thế thôi. Đó, cho nên là các bạn không cần phải vội. Có nhiều bạn hỏi sao kết bạn lâu quá không kết bạn. Trời ơi, mình chưa có xóa tới cái nick đó, mình sẽ kho làm sao mình biết bạn mà để mình kết bạn. Thì mình kết bạn rồi, khi ngày mai mình vào mình xóa các bạn nữa cũng như không. Khi các bạn chưa mua được gì thì mình không thể nào mình kết bạn. Khi mình xả kho thì mình sẽ kết bạn với các bạn thôi. Cho nên là các bạn hãy lưu ý cái vấn đề đó. Khi mình trong game, trong clip thì mình nói rất là nhiều với các bạn, nhưng mà các bạn không có chịu xem thì các bạn phải chịu. Hiu 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 hiu. Đó, hôm nay mình xóa thì ngày mai mình sẽ vô mình tranh thủ các bạn. Mình tranh thủ mình sẽ kết bạn xong rồi mình sẽ bán luôn nha. Cho nên là các bạn, những bạn nào hôm nay mà có ấy gì đó thì mình cứ xem như là những bạn mà vào thì các bạn cứ an tâm. Những bạn ngày mai, những bạn đang chờ thì các bạn là những người đầu tiên để mình kết bạn với các bạn. Cho nên là các bạn không cần phải quan tâm đến cái vấn đề kết bạn bè. Tại vì mình kết bạn với các bạn rồi, mình vô mình không có xả kho thì hôm sau mình xóa các bạn nữa cũng như không thôi. Thà là mình để vậy còn hơn nha. Cho nên có nhiều bạn không có chịu xem clip thì cứ chạy vô vô cái clip, cái comment cái sao anh không cho kết bạn em, lâu quá em kết bạn em. Kết bạn rồi làm gì, không bán đồ đâu mà kết bạn, trời ơi khổ quá hà. Cho nên là chúng ta sẽ cần những như thế. Thì các bạn nên lưu ý vấn đề này, ngày mai thì các bạn cứ đưa vô đúng giờ để mình kết bạn các bạn. Tránh tình trạng có nhiều người đem nhiều trang trại vào một lúc thì mình sẽ không kết bạn nữa, qua mấy phút là mình sẽ không kết bạn nữa nha. Cho nên là các bạn hãy cố gắng tranh thủ đi vào đúng giờ, đúng giấc. 5 giờ kém 20 là các bạn phải vào, tại vì mình lúc nào cũng vậy, mình vô trước các bạn 2 phút, 1 phút, 2 phút để mình kết bạn, và mình chờ hoài các bạn không vào. Khi mình kết bạn xong, mình bắt đầu xả kho là mình sẽ không kết bạn nữa nha, mình nói trước nha. Để tránh tình trạng một người đem 3 4 nít, 2 3 nít vô rất là nhiều thì những người khác thì không thể nào mua được, cho nên là mình sẽ cố gắng mình tránh tình trạng đó ha. Cho nên các bạn hãy lưu ý những cái vấn đề đấy. Những gì mình chia sẻ cho các bạn thì toàn bộ mình đã nói hết trong video, trong clip, thì các bạn cố gắng xem clip là ok rồi, không cần gì nữa hết rồi. Ok, những bạn bè mình đã xóa xong hôm nay, mình rảnh rỗi mình ngồi mình xóa xong hôm nay thì ngày mai sẽ bắt đầu, mình sẽ bắt đầu kết bạn với các bạn thôi. Nhiều khi hôm nay kết bạn với các bạn rồi xong ngày mai quên xóa nữa thì các bạn có mắc công không? Cho nên là mình không có cần phải thiết phải kết bạn trước chứ các bạn đâu. Cho nên là các bạn thấy khi mình giờ mình sẽ kho là mình đều phải xóa hết trơn như thế đó các bạn. Các bạn không có chịu xem thì các bạn mình đâu có trách mình được đâu ha. Nói chung thì mình xả rất là nhiều hiện tại bây giờ. Ok. Rồi, ok các bạn. Video chúng ta nên kết thúc các bạn. Mình tranh thủ mình đăng sớm để cho các bạn xem còn kịp vào để biết được. Mã số nick này hình như là mã số 4 hay gì mình cũng không nhớ nữa. Các bạn cứ xem lên, ghi lên, có những cái trang trại mà có những cái clip là mình sẽ thông báo mã cho các bạn hết rồi. Cho nên là các bạn không nhớ. Nãy giờ mình có đọc số thẻ cho các bạn chưa ta, quên nữa. Rồi ok, mình đọc số thẻ cho các bạn cái nữa. Mã số thẻ nick này hình như là nick số 4 đó các bạn. BR8RIU8UL. Cho nên là các bạn hãy lưu ý, mình ghi và mình lưu, mình sẽ lưu trả lại để lần sau mình còn sử dụng tới nha. BR8 8R IU 8 UL.
Rồi ok các bạn, video mình tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại ngày mai thì giờ lúc 5:20. Cho các bạn hãy cố gắng. Ok. Mình có rất là nhiều rìu luôn đó, cho nên là các bạn hãy nào mà cần rìu hay gì đó thì ngày mai mình sẽ cố gắng tranh thủ nhanh tay lên thì ok nha. Ê, 300 300 rồi ok các bạn.